The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Mỗi khi em ra ngoài đường, cuộc đời còn nào đâu mấy thua hôn lớn rồi dăm năm làm sao mà chả đi lấy chồng biết bên nào trong lâu vui mấy ông là duyên số cánh bèo trôi sông theo cồn do trời mà thôi thân như cánh bèo trôi sông. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý vị cùng đến với Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, có một tiếng hát mà quý vị đã yêu cầu Jimmy phỏng vấn cô ngay từ những ngày đầu Jimmy Show được thành lập. Nhưng mà tới hôm nay hai cô cháu chúng tôi mới có duyên gặp nhau và cùng tâm tình với khán giả. Nhắc về cô thì quá nhiều những danh hiệu, quá nhiều những bài viết nói về cô. Nhưng mà Jimmy đồng ý với một trong số những MC nổi tiếng của chúng ta, đó là anh Việt Thảo gọi cô là một huyền thoại của dòng nhạc kích động, và cũng có người gọi cô là búp bê lửa. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón ca sĩ Mai Lệ Huyền. Xin chào cô. Chào Jimmy, Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Jimmy Show. Cô ơi, con nhớ là con gọi cô từ 2-3 năm trước rồi. Có lẽ vậy. Nhưng mà hôm nay cô mới nhận lời con đó. Thật ra cô Huyền cũng quá bận biểu, yeah, mà lại quý Jimmy lắm, nhưng mà cũng ở hơi xa, đi đi về về cũng hơi khó, yeah. Thành ra sắp xếp mãi mà hôm nay có duyên thì cô cháu mình lại gặp nhau, yeah, ha. Thưa cô, con nghe cô hát từ lúc nhỏ xíu mà ba mẹ rồi hàng xóm bật những cuốn băng cô hát với chú Hùng Cường, uh-huh, đặc biệt là bài Thiên Chuyên Tiền Định á, thì trong đó cô, wow, hát một, uh-huh, câu mà con nhớ hoài, đó là 12 con giáp em đây cầm tinh Quý Mùi, uh-huh. Vậy thì Quý Mùi có phải là tuổi của cô không? Thiệt tình là hát thì cầm tinh Quý Mùi cho nó dần cái bài chán hiểu không, nhưng mà thật sự cô Huyền không phải tuổi Quý Mùi. À, vậy cho nên nhiều người cứ nghĩ là như vậy, như là không, à, đúng nha quý vị. Nhưng mà nếu mà Quý Mùi thì năm nay gần 80 tuổi rồi. Chưa bớt. Bớt rồi, bây giờ mình tính cắt thuế má đầu ra xuống chút. Nghệ sĩ thì không tuổi cô hả, yeah, nhưng là tâm hồn của nghệ sĩ. Dạ, yeah, đúng rồi. Thưa cô, con được biết là Mai Lệ Huyền không phải là tên thật của cô. Vậy tên thật cô là gì cô? À, tên thật của cô Huyền là Cúc, Kim Cúc. Yeah. Uh-huh. Vậy thì cái bước khởi đầu của cô đi hát đó thì cơ duyên từ đâu cô bước vào văn nghệ? Cái chuyện thật là ly kỳ mà không thể ngờ được, yeah. Nó như là một cái quyển sách, nó cái gì cũng là một cái duyên mà cô Huyền tin là có duyên, yeah, thì gặp. Từ đâu, mình là một cái tỉnh nhỏ, bố của cô Mai Lệ Huyền là đi buôn bán ở đường rừng bên Lào.
À, thì gặp mẹ cô Huyền ở bên Lào. Là không phải người Lào nhưng mà mẹ cô Huyền ở là mấy đời, kêu là gốc rễ mấy đời ở bên Lào. Thì là tất cả gia đình đều nói tiếng Lào và là cũng như người Lào. Thì cô Huyền về Việt Nam 12 tuổi. Tại vì bố cô Huyền đi buôn bán như vậy thì cũng muốn cô Huyền về Sài Gòn để mà gặp bên nội. Thì cô Huyền về Sài Gòn thì bố cô Huyền gửi cô Huyền cho một ông bác. Ông bác của cô Huyền là tỉnh cục trưởng Bình Long. À, ổng là coi về tài chánh về gì ở Bình Long đó, cũng làm cũng khá lớn. Thì gửi cho cô Huyền ở đó thì đi học. Cô Huyền học cái năm mà cô Huyền bắt đầu mà người được cái cơ duyên mà đi hát đó là năm đó, hình như cô Huyền biết đệ tam đệ tứ gì chưa thi tú tài. Nhưng mà cái cơ duyên nó đến. Cái ngày đó thì ban nhạc Tân Dân Nam, không biết cháu có nghe ban nhạc Tân Dân Nam, thì bà Túy Hoa, Túy Phượng, anh Lân đó, thì ngày hôm đó có cô Yến Vĩ. Ca sĩ Yến Vĩ là một ca sĩ cũng nảy lửa lắm. Thì cổ không biết sao cổ lên không được, à cổ bị bệnh hay gì không tới được. Thì cái ban, cháu biết ban Tân Dân Nam chỉ là kịch, thành ra người ta cần cái người mở màn hát một bài và cái người đóng màn hát một bài để mà cho nó thay đổi lớp lang kịch đó. Thì nhưng mà người ta không muốn đẩy chị Túy Phượng ra đầu để hát đầu, thành ra người ta mới nghe nói ồ ở trên Bình Long này có một cái cô Cúc đó. Đợt đây bây giờ nói cho quý vị biết, hồi xưa đó Mai Lệ Huyền đen lắm, thành ra tụi bạn nó đặt là Cúc Noa. À, Cúc Noa đó. Thì họ lên đó thì họ nói trời nghe có cô Cúc nào đen đen đó hát hay lắm ở trên này, mà thi ở trong trường đồ đậu hạng nhất đồ này kia, thì có thể giúp đỡ để cho cô đó ra làm quen với sân khấu rồi phụ giùm thì cũng quen. Thành ra mấy người nó đừng lo, con nhỏ này nó dạng lắm, nó gáy lắm. Thì ra hát thì thật sự là cô Huyền lên sân khấu không ai ngờ, không ai ngờ là cô Huyền có thể mà một đứa học sinh mà lên mà diễn đạt như là một ca sĩ. Thì từ hồi đó là bắt đầu từ nhạc sĩ Đinh Việt Lan, Trần Trịnh cho tới Trịnh Lâm Ngân là bắt đầu để ý. Nhưng mà thật ra mấy ông cũng chắc có bộ có vợ rồi, cô Huyền hồi đó còn nhỏ lắm. Thì chừng học lớp đệ tam thì chắc 16, 17 tuổi gì đó. Rồi thì lên hát, hát xong hát cái bài Duyên Quê, hát một cái bài rất là thường nhưng mà cô Huyền diễn tả làm, nghĩa là họ không ngờ đó. Thì họ nói nhỏ này về chắc là rồi, cái là bắt đầu xong công việc thì kể như là xong. Về cái là có nhiều người gửi thơ, hồi xưa đâu có điện thoại, đâu có email, đâu có email, đâu có điện thoại. Thì tự nhiên cái mailman nói ô có thơ, mình ngạc nhiên, tại vì mình vô hát thì mình cho địa chỉ thì mình đâu có để ý. Về Trần Trịnh viết thơ, rồi Đinh Việt Lan, rồi mấy người nói trời ơi chắc là về là thành nghệ sĩ ca sĩ liền, khỏi có nói. Thì biểu đi về thì cô Huyền cũng hớn hở, nghĩa là cũng có cái mát văn nghệ trong người sẵn rồi. Khi mà mình nghe được như vậy mình cũng rất là thích thú, mà rất là muốn được đi về. Cái cô Huyền ok trả lời về gặp ở đâu gì gì. Rồi một ngày đẹp trời đó cô Huyền được về Sài Gòn chơi hết hết lớp học, thì bắt đầu nghỉ hè hết học thì trở vô thì phải học cái lớp khác rồi. Thì cô Huyền đi về cái xin ông bác bây giờ con về ở đây, trường nhỏ quá, hết 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 lớp rồi. Đệ tam đệ tứ gì đó là hết rồi. Thành ra bây giờ thôi con về ở nhà bà chị con để con được đi học tiếp. Đó khôn quá đi về.
thiệt tình là về tới cái ở nhà bà chị đi học đâu có được bao lâu thi tú tài rớt một cái là đi hát luôn. Thi tú tài là lo hát không mà có học gì nổi. Thành ra khi mà thi rớt tú tài là cô Huyền bắt đầu nổi tiếng luôn. Và lúc đó là khoảng 18, 19 tuổi gì, dạ, một hai năm sau thôi. Từ đâu mà Kim Cúc thành Ma Lệ Huyền? Thì đó khi mà cô Huyền về Sài Gòn thì mới tới ban dân Nam rồi gặp Trần Trịnh rồi gặp Đinh Việt Lan, gặp Nhật Ngân. Mấy người đó nói trời ơi, với lại cái ông gì nữa, cái ông gì mà về thơ. Về thơ đó, cái gì? Bạn Thuyết Linh à? Bạn Thuyết Linh, ủa sao trời, sao cháu hay vậy? Trời ơi, cái thời đó mà biết được Bạn Thuyết Linh đó là một băng bốn ông đó là bắt đầu về là cứ tối ngày, nghĩa là rủ cô Huyền đi tập nhạc, đi ăn, đi uống, đi, nghĩa là coi như là mấy ông thầy cô luôn rồi đó, thì kể như vậy. Thành ra khi mà gặp nhau như vậy thì cô Huyền mấy ổng nói trời ơi, đi hát đâu có thể đặt Cúc được, ổng lẽ kêu Kim Cúc hay, hay Cúc Loa, ổng lẽ vậy. Thành ra thôi bây giờ để coi mấy ổng tính. Một ông thì nói ôi cái bà này mình hồi mình lên Bình Long thấy bà leo trèo như con khỉ vậy. Con gái gì mà khỉ khọt ở trên Bình Long, Jimmy biết đồi núi không, cây cỏ trên trường mà leo lên mấy cái cây ngọt, nó cây cổ thụ mà nằm học bài buổi trưa đó, rồi có những cái cây có trái đồ hái ăn, thành ra như con khỉ vậy đó. Mấy ổng nói trời khỉ khọt quá là kêu con khỉ. Rồi bả đen thùi. Mấy ổng nói hồi xưa sao cô Huyền người nào cũng nói sao đen như là người ở trên thượng vậy đó. Thành ra đặt Huyền là đen, khỉ là con khỉ khọt, mai là mai đó. Rồi cái rồi nhưng mà đụng tới là nhõng nhẽo khóc nước ướt, đúng vậy. Thành ra mấy ổng nói thôi bây giờ đặt Mai Lệ Huyền con khỉ đen ngồi khóc. Thì đặt như vậy rồi mấy ổng mới nói là bây giờ khi mà cô Huyền hát về đó thì cô Huyền vẫn chưa có đi hát nhạc Việt Nam, thì gặp ông Trần Văn Cạch đồ thì mấy ổng thấy cô Huyền cũng có vẻ, nghĩa là wow, đi hát nhạc ngoại quốc trước. Cô Huyền hát mấy club Mỹ chung với Elvis Phương, với Khánh Hà, với Tuấn Ngọc, được mấy cái băng mà hát nhạc Mỹ hồi xưa đó. Thì hồi cái trào đó Mỹ qua thì không cần biết là giỏi tiếng Mỹ hay không. Mạnh người nào nấy mò lục học để mà là hát tiếng Mỹ. Thì cô Huyền cũng một trong những cái người mà sưu tập đó đi hát. Tại vì cái lúc đó là cô Huyền hát ở trong club Mỹ đó là cháu biết là ghê gớm lắm. Người Việt Nam không chấp nhận. Người Việt Nam mình hồi thời đó, cái thời cô hát, cô Huyền đi hát tới bây giờ tính ra gần 60 năm rồi. Cháu cứ tính đi, gần 60 năm. Mà cái thời đó bận mini rip thiệt ngắn ha, mà đầu xù tóc rối rồi wow, hát nhạc ngoại quốc nhưng nhảy thì đây chú quý vị một hình ảnh của Mai Lệ Huyền rất là sexy thời điểm ngày xưa trong những cái thời gian đầu mấy chục năm rồi đó cháu, là hay quá anh, mà cháu còn còn mà một thân hữu đã gửi tặng và hôm nay xin với quý vị. Cô ngày xưa mignon bây giờ cũng mignon như ngày sau một vài phút thương mại thì con sẽ nhờ cô kể thêm về những câu chuyện. Xin quý vị đừng rời màn. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị còn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ca sĩ Mai Lệ Huyền. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ là cô được sự giới thiệu của nghệ sĩ Trần Văn Trọng để hát trong những club Mỹ đó. Thì những bài hát nào mà cô hát trong thời gian đó? Ồ trời ơi, Jimmy không có thể tưởng tượng ngày xưa là những cái bài như Le Potion Number 9, The House of the Rising Sun, còn những cái bài Black is Black, I love you more than I can say. Thời đó cô Huyền đã hát và đã nhảy và đã lăn lộn
không thua gì mà đo nơ hay là nói thật. Thì tại vì mình bắt chước mà, ở Việt Nam mình thì hay lắm. Bây giờ Jimmy cứ coi những cái phim ảnh, hình ảnh cô Huyền cũng nhìn thấy những em bây giờ bắt chước y chang đại hàng, hát làm những cái xì tin thiệt là giống. Nhưng mà cô Huyền được cái hồi xưa cô Huyền cắt tóc kiểu nào là tất cả em bé mignon, những học sinh là chạy theo cái phong trào quần áo cũng như tóc tai của cô Mai Lệ Huyền. Thì thời gian đầu đó là cô là hát nhạc ngoại quốc tiếng nước ngoài thôi. Hát nhạc ngoại quốc mà không biết trúng trạch gì, nhưng mà tụi Mỹ cũng trời ơi, ngày nào cũng ăn hamburger từ mấy chục năm trước rồi. Cô Huyền đã biết ăn hamburger rồi, nhất là mấy ông Mỹ mà vô gặp cái Việt Nam mình nhỏ nhỏ xinh xinh mà sexy, mấy ông thịt lắm, mấy ông đâu có ngờ mà qua Việt Nam. Mà bởi vậy bây giờ Jimmy thấy rất nhiều người Mỹ qua Việt Nam lấy vợ Việt Nam quá chừng. Jimmy thấy không? Mà mình cũng chạy theo phong trào thời đó, cho nên cái tự do của mình đó, nó quý trọng lắm, nó quen rồi. Cô Huyền cũng rất happy và lucky được qua sống tiếp ở xứ Mỹ này. À, khi mà cô lên Sài Gòn với sự hướng dẫn của các coi như là tạm gọi là những người thầy của cô, như là ông Nhật Minh, Trần Trịnh, Thuyết Linh, Việt Lan và Thuyết Linh, bốn người đó là bốn người favor mà rất là thân với cô Huyền như là trong nhà với nhau. Vậy thì bao lâu thì cô thâu dĩa đầu tiên cô? Ok, thì một ngày đẹp trời, cái băng Khánh Băng Phùng Trọng mới vô đờn ở trong club Mỹ. Ông biết cái sao mà mấy ông cũng lọt vô club Mỹ đờn. Thì mấy ông bay qua kéo một đám qua coi cô Huyền hát. Thì mấy ông nói trời ơi, nhỏ này nó dữ dội nha. Dữ dội đem bây giờ lợi gà bắt đầu mới nói: bây giờ em chịu về hát đại nhạc hội của Việt Nam không? Tụi này sẽ dàn dựng, sẽ tìm một partner. Tại vì mấy ông đi đờn cho Hùng Cường mỗi tuần mà. Thì mấy ông nói rủ để làm một partner của Mai Lệ Huyền, để làm một cái hiện tượng gì thiệt lạ, chứ không có muốn mà đơn ca đi theo con đường thường. Thì khi mà mấy ông Mai Lệ Huyền đồng ý về với ban Khánh Băng Phùng Trọng để hát đại nhạc hội mỗi ở Rạp Quốc Thanh mỗi sáng thứ bảy chủ nhật đó, mà cô Huyền chạy sau này mỗi một sáng chạy 7 chỗ riết rồi xe hơi chạy không nổi, phải buông ra mà cho mấy đứa em nó lái Honda mới chạy kịp. Đó thì không có thể tưởng tượng được là mình lucky. Cô Huyền phải nói là con người ta nó có cái số, hình như ông trời ông định cho tới ngày đó tháng đó ở đâu họ cũng tìm ra mình để mà phơi bày ra. Đó là một cái duyên mà cô Huyền tin là có. Khi mà cô về là cô hát với ban Khánh Băng Phùng Trọng luôn hả cô? Cô Huyền hát với ban Khánh Băng Phùng Trọng thì bắt đầu mới là Trịnh Lâm Ngân mới sáng tác rất nhiều bài cho cô Mai Lệ Huyền. Cũng như là Y Vân, Y Vũ, những cái loại mà Thủy Thủ và Biển Cả hay là Chiều nay ra khơi thoáng thấy mặt em nhóm buồn, mấy cái loại đó đó là mấy ổng làm liên tục để cho cô Huyền thâu đĩa. Chiều nay ra khơi thoáng thấy mặt em nhóm buồn, đời anh là gió sương đi khắp muôn phương, chờ một người đi xa áo trắng bay trong nắng tàn, nhìn theo lệ ướt nhòa khóc một người đi xa. Vẫn biết kiếp sống biển khơi là nhớ nhiều, nhớ phút quyến luyến trên bến khi chia ly, sóng xô trong lòng đời hại hồ. Nhưng mà cũng đặc biệt nhất là những cái loại nhạc của Trịnh Lâm Ngân, tức là Trần Trịnh với Nhật Ngân, đặt những cái bài tình tự của những người lính. Thành ra mấy người lính mà rất là touching, họ rất là mong là được gặp Mai Lệ Huyền ở ngoài. Khi mà họ gặp cô Huyền rồi đó, thì trời ơi có nước mà cũng như mà kêu là
mình gặp đô la mình phải mình phải đi lợi mấy ông mà chạy theo để rờ được cái tay cô Huyền ấy, rờ tới thậm chí mà mấy ông Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường mà đi hát chung với cô Huyền, mấy ông nói trời ơi thôi tôi đỡ đạn cho cái cô bé này, tôi gần chết. Họ xô lấn đẩy để được rờ cô Huyền cái hay làm gì cái rất là, cái đó là một hiện tượng người ta hồi thời đó người ta cũng nói như vậy rồi. Yeah, rồi mà cho thấy bao nhiêu người cũng muốn làm giống vậy nhưng mà không có. Yeah. không ra được cho tới ngày hôm nay. Yeah. Thì con rất là đồng ý là bởi vì con nghe nói là ông tổng thống Thiệu cũng từng phát biểu câu cô Huyền đi hát cho tổng thống Thiệu mà ổng còn nói anh lại đây, ổng kêu một ông lính hay là một ông sĩ quan thí dụ vậy, lại đây. Dạ, ông đó sợ quá, không biết mình có làm cái gì lỗi hay gì mà tổng thống kêu mình tới, sợ quá. Dạ thưa tổng thống, dạ thưa tổng thống cần em điều gì? Biết cô này là ai không? Hỏi cái ông đó biết cô Mai Lệ Huyền là ai không? Ông nói dạ biết. Hỏi ai? Dạ Mai Lệ Huyền. Tôi tưởng anh không biết đó là không phải lính Cộng Hòa. Ghê chưa? Nghĩa là cô Huyền rất là vinh dự mà cô Huyền không đi lính ngày nào. Nhưng cô Huyền cũng được hạ sĩ nhất, hạ chỗ này chỗ kia cho lên cái lon, thí dụ vậy, danh dự mà cô Huyền, mẹ cô Huyền đó cứ phải nói hàng ngày, mày á, biết không sợ súng, mày đi theo Hùng Cường đó hả, có ngày đó chưa gặp quan tài chưa đổ lệ nha con. Tại vì cô Huyền về kể chuyện đó là trực thăng nó thả mình xuống ngoài dòng sông Thạch Hãn, tức là bìa rìa của hai ranh giới. Đó thì lính ngồi rạp hết cả ngàn người đợi văn nghệ, họ đời sống họ chỉ có như vậy thôi. Một năm một vài cái văn nghệ lớn về để mà họ được hưởng, để mà rất là cô Huyền ra hát mà muốn khóc luôn á, chứ không phải là mình. Thành ra cô Huyền hăng lắm, cô Huyền vẫn đi. Cháu biết trực thăng bay tạp xuống thả mình bận mini jeep sẵn sàng lên như là super woman vừa thả xuống ví váy gì tóc lên hết, ở dưới nó bắn tạp trực thăng kéo cả lên, trời ơi như là cinema vậy đó. Mà đợi em nó lại thả xuống nữa, đi xuống hát. Mà hát đúng nhiều. Mà trời ơi, mà mấy ông lính trời ơi 17, 15 tuổi gì cô Huyền không biết. Mà trẻ măng, hồi đó cô Huyền cũng 17, 18 tuổi thôi. Mà cô Huyền thấy mấy ông còn nhỏ hơn mình nữa. Thì là biết là chắc còn trẻ tuổi lắm mà bị đi lính ở tỉnh đó. Thành ra khi mà hát có người quá trời chịu không nổi, họ chạy lại, họ rờ mình, họ hất mình, họ rờ. Mà Việt Nam đâu có quyền hất hiếp gì như ở Mỹ này, cháu biết không? Thành ra khi mà mấy ổng lợi rờ mó hay là ôm mình hay gì là bị phạt. Là nguyên một đại đội bị phạt ngồi ở dưới trời nắng. Thành ra cô Huyền thấy thấy thương mà mỗi lần đi như vậy cười chết luôn. Ông Hùng Cường nói thôi kệ em, ráng giúp anh. Em đi như vậy đó, anh về anh được nghỉ cả tháng phép. Tại vì cô Huyền dám đi tiền đồn, ít có ai dám đi á. Chỉ có ông Hùng Cường, ông trong quân đội, ông phải đi. Thì ông phải đi. Còn kêu mà nghệ sĩ, thí dụ tổ chức mà có nơi có chỗ được, thí dụ ra ngoài miền Trung thì cũng phải ở trong cái tăng hay cái trận nào, còn mình ở ngoài sa mạc mà giữa giữa hai bên vậy thì đâu có ai dám đi. Đó. Mà ai là người kết hợp cô và chú Hùng Cường hát cặp đôi với nhau? Thì còn ai nữa? Ban Khánh, ban Hùng Trọng lợi gặp ban của Trần Trịnh Nhật Ngân. Thì nói chuyện thì Trần Trịnh Nhật Ngân mới nói ồ được rồi, tôi sẽ đặt những cái nhạc mà rất là không có ai có để cho hát. Đó, hồi đầu tiên đó cô Huyền hát là cái bài mà hỡi cô Mã Hồng bé nhỏ xinh xinh, dừng chân cho anh hoài thăm giây phút. Đó mấy cái bài mà nó dễ thương, nó nhũng.
Đó, thành ra mấy ông thích lắm, khoác lên ngực áo anh một vòng hoa, bỗng dưng tự nhiên em lại thèm thùng. Đó thì ông đánh cặn về rồi được, thành ra họ đặt những cái lời rất là dễ thương. Nhưng mà Jimmy biết cô Huyền đó, cái thời đó mình không phải nói về mình, nhưng mà không có người đối thủ. Thành ra cô Huyền nổi tiếng tới độ mà ra sân khấu đó, không riêng gì nhạc Trịnh Lâm Ngân. Thí dụ Trịnh Lâm Ngân đặt cái bài mà cái chấm em cài là do tình nhân em điêu đó, Hoàng Thị Thơ chứ, xin lỗi. Hay là ổng đặt cái bài Túp Lều Lý Tưởng thì cũng muốn nhờ cô Mai Lệ Huyền hát để thì cái chấm em cài là do tình nhân em điêu đó, vừa ra sân khấu mình chưa hát gì hết lại dưới cái chân em dài là do bồ em nó kéo đó, nó làm cái mình quên lời. Nó bị như vậy cũng cái nhiều chai, lắm à, đó thì cái chai. Bởi vậy vui lắm. Cô Huyền đi hát cũng như cái bài Túp Lều Lý Tưởng, nó dễ thương mà nó đặt nguyên một khúc dài mà mình chưa kịp hát mà đứng chờ mấy ổng đặt hát ở dưới là cũng chết. Từ ngày không có đô la mình đói dài dài, từ ngày không có đô la mình chết cái lai rai, từ ngày không có đô la mình phải ăn khoai, cho nên mình mới đi tìm trai, cho nên dẫn tới cái bạc bài, rồi thì mình mới tăng tăng tần tần. Nó đặt hay không chứ này, đặt riết mà cô Huyền phải thuộc luôn đó, hát trước không cho mấy hổng hát được. Chị muốn nói là cái sự phổ biến rất là mạnh, rất là mạnh, kích động đúng cái thời đó, nghĩa là hát cái gì ra một cái là ngày hôm sau là nghe đầy đường. Nhất là những sống dạ đó. Đúng rồi, dạ. Ở trong cảm ơn Cường dạ. Thật nhiều. Và sau một vài giây phút thương mại thì ca sĩ Mai Lệ Huyền sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và dự màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ca sĩ Mai Lệ Huyền. Thưa cô, lúc nãy cô nhắc những nhạc phẩm mà đôi nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sáng tác đó, thì con còn rất là yêu thích bài Mắt Xanh Con Gái. Mỗi khi em ra ngoài đường, người ta thường hay cứ hỏi em có người yêu chưa và em thường mơ ước gì. Không biết bây giờ không biết ước cái gì nữa. Cô ơi, nguyên một ngày hôm nay đó, khi mà soạn chương trình này thì con cứ nghe mãi cái bài này. Dễ thương quá. Ở đâu mà còn xem cho cô Huyền với. Con gửi. Và đặc biệt hơn là con thấy cô hát bài này trong cuốn phim Lẽ Sống Đời Tôi. Đó này. Nhiều bài cô Huyền hát trong phim rồi được đóng phim. Biết bao nhiêu anh phải lòng, ngày vẫn vờ trước ngò. Mẹ thấy rồi mẹ lo, chúng em phải mau lấy chồng. Biết tính làm sao đây, cô gái đôi đời con gái. Chưa có được bao nhiêu, đã lo ăn gói đeo ngựa. Em mơ ước rằng người em đặt khăn giữa tu. Ngày xưa đó Jimmy biết người ta thương cô Huyền đến độ mà cô Huyền đóng cái phim Gác Chuông Nhà Thờ. Họ cho một người design một cái áo móc bằng xiềng không, mấu bằng xiềng với da, cắt mấy miếng da nhỏ như mà mấy cái ông mà đóng phim xưa của Mỹ mà đóng mấy cái dây mà dữ dội đó. Thì là bận mấy cái đó mà mini rip, rồi ở đâu họ kiếm được một đôi giày da mà thời đó họ cho cô Huyền mang bận cái bộ đó. Sau này đó họ đem cái bộ đồ đó ra đấu giá đó,
nghe nói nghĩa là khẩm mà đấu giá mà người ta dành mua để mà kỷ niệm cái bộ đồ đó. Thành ra cô Hiền thấy cô Hiền cũng là lucky lắm trong cái lĩnh vực. Mình không biết gì về phim ảnh cái thời đó. Còn trẻ quá, mười mấy tuổi, nhào ra ham ca hát, thích ăn diện. Thì cái sở trường mình cũng kêu là dạng dĩ. Thành ra bài nào tự mình create ra, mình để mình nhảy nhót kiểu này kiểu nọ. Thời đó mà mình đã te, đã làm đủ thứ hết, sao hiểu? Giống như là bài này ở trên phim đó thì con cũng đã nhảy. Cô Hiền được vinh danh vô một hai cái gì kêu là lãnh giải gì mà giờ lâu quá cô Hiền cũng không. Giải Kim Khánh đó. Thì là cô Hiền cũng được mấy giải mà về nghệ sĩ trẻ mà lý lắc mà dí dỏm đó. Thì cô Hiền so lucky. Yeah, nói tóm lại là con người ta có cái số phải rất là may mắn thì mới được. Như là cô bước qua lĩnh vực điện ảnh cũng được khán giả rất là yêu thích, như các phim như cô lúc nãy cô nói. Gác Chuông Nhà Thờ, Còn Gì Cho Nhau, Mãnh Lực Đồng Tiền. Rồi cái gì Lẽ Sống Đời Tôi, rồi còn nhiều cái nữa mà cô Hiền không nhớ. Đồng Tiền như cô đóng với Hùng Nghe. Cường với Thanh Nga luôn. Trời, mà nhưng mà cái phim đó là ấn tượng nhất là vì nó thoát y nhưng mà not me. You know, cho một cái một người nào đóng đúc lát vô. Khi mà yêu với Hùng Cường mà nằm trên giường đó thì cho thấy là khỏa thân hết sảy, nhưng mà không phải cô Huyền. Nếu cô Huyền được vậy thì chắc cũng đã lắm. cũng 18 10 hồi trẻ thì cũng ok, nhưng mà cái cô đó là một cái cô mà người mẫu, một cái người đẹp mà kêu là đóng để thế, mà cô Huyền không nhớ cô tên gì. Thì ra bây giờ quý vị nào mà có xem phim đó thì sexy lắm, những cái màn mà đi tắm, những cái màn mà nằm trên giường đồ là cái lưng đồ đâu phải cô Huyền mà nguyên cái ở trần hết. Rồi cái cô kia đó, nằm trên giường để chờ Hùng Cường tới. Thí dụ đại khái vậy đó. Thì cô Huyền nhớ mang máng, nhưng mà mấy cái đó cô Huyền không có đóng. Nó cho duplex vô, rồi khi mà tới chừng ngồi dậy mà đắp cái mền nói chuyện thì là cô Huyền. Đó thì cô mà Huyền. Thời đó cô có cần phải học về cái điện ảnh nó nhiều không, hay là may mắn? Thật ra cũng là may mắn. Cô Huyền có biết gì về điện ảnh đâu. Thì gặp Trần Văn Trạch, rồi gặp Lê Hoàng Hoa, rồi gặp Thẩm Thúy Hằng, rồi đi hát kịch chung, bà cũng kêu ôi em ơi em đóng cái này với chị, em đóng cái kia với chị. Rồi La Thuệ Tân cũng tài tử cine, mà Hùng Cường cũng tài tử cine. Thành ra mấy người đó vẫn muốn thấy cô Huyền cũng kêu là chịu chơi. Thành ra lãnh vực nào cũng mời cô Huyền vô cho vui. Gì? Anh nói sao? Thôi chị, bỏ qua đi. Bỏ qua cái gì? Anh Lương mua hàng khéo ghê mà lấy rẻ. Anh làm ơn mua giùm em mấy cái áo nghe. Hàng đó hết rồi. Hồi nãy đi ngăn tắt em thấy còn nè. Đi chị. Mà bây giờ hết rồi. 45 phút chuyện vui đó. Trời ơi, đóng cái đó bị ông quánh gần chết. Ông cứ làm ông thầy, ổng cầm cái cây ổng quất, đứa nào nói trợ ổng quất. Mà ổng quất thiệt không. Vui lắm. Hồi xưa cô Huyền phải công nhận là mình được ưu đãi trong nhiều lĩnh vực. Cháu thấy không có thì giờ, sáng thì ngủ dậy, đánh răng xuống miệng đã nghe radio hàng xóm mở đầy hết mình hát không. Đi lên xe cũng nghe mình hát, đi tới đâu cũng nghe mình hát. Đi ra đường ăn cái gì thì bị chặn lợi, nghẹt cứng không có đường đi. Rồi bất cứ làm cái gì cũng có. Một lần cô Huyền vô khám Chí Hòa hát. Vô khám Chí Hòa hát. Mà đi ra đó mấy ngàn người họ bu không đi ra được. Rồi họ đồn lên, họ làm scandal là Mai Lệ Huyền bị đánh ghen. Thành ra ở Việt Nam đó mấy cái tờ báo đó nó sống về nghệ sĩ. Kêu là
mấy cái tờ lá cải như ở đây kêu là lá cải đó, thì ở Việt Nam cứ canh với rình chụp hình mình với đủ thứ hết, mà trong cái chuyện gì ấy là nói khác đi. Đó, thành ra thì ra đây là cũng là một còn cái đó là một cái xì căng đan mà còn làm mình nổi tiếng thêm. Cháu có công nhận vậy không? Ngày nào cũng trên báo thấy mặt mình hết. Đúng thì rồi. Làm sao mà không nổi tiếng? Dạ. Đi ra đường làm cái gì cũng thấy mình hết. Rồi sáng cô Huyền đi hát đại nhạc hội sớm 2, 3, 4 chỗ, 5, 7 chỗ. Rồi trưa trưa về là chạy đi quay phim. Tối về đi hát phòng trà 5, 7 chỗ. Dạ. Khuya về đi thâu băng. Thậm chí không có thì giờ ngồi về để nhạc sĩ họ đặt bài mới, họ hát đờn tích tích ton ton để mình feel, mình quen cái e đó. Yeah. Khi mà giật mình dậy thì mình thâu. Mà cũng trời cho. Cháu thấy cái đó là những cái mà thâu á, ông Hùng Cường á, cô Mai Lệ Huyền phải nói ổng là một người rất là tài giỏi. Ổng là siêu về kịch nghệ, cũng như ổng siêu về đóng diễn. Khi mà hát đó có những cái mà người ta không dám làm mà ổng dám làm. Cưng ơi, lại đây anh nựng miếng nè, hay làm gì nói chuyện ở trong đó cho anh hung cái coi. Mà ở Việt Nam cháu thấy thời đó lính họ đâu có thấy gì, họ chỉ nghe không là họ khoái rồi. Thành ra khi mà cô Huyền đi diễn bên Úc với ổng đó thì ai thấy tưởng là bồ bịch với nhau, nhưng mà không phải đâu. Bất đồng ý kiến mà rất là khắc khẩu, gây lộn dữ lắm. Cô Huyền với ổng đi Úc, hai đứa ngồi mấy cắp trong buồng, bất đồng ý kiến cái chuyện gì gây chí tử. Thì ông bầu xô nói trời ơi, La Thừa Tân ơi, Dũng Thanh Lâm ơi, ra anh Duy Khánh ơi, năn nỉ giùm hai người này sắp ra rồi. Thì ở ngoài giới thiệu Mai Lệ Huyền, Hùng Cường. Là trong này ổng chạy ra, em ơi cục cưng của anh ơi, ra đi anh nựng cái con nè. Trời ơi cưng quá là cưng. Đó ổng làm vậy đó. Là hát là nhõng nhẽo thôi, anh thèm đâu này kia nọ ha. Rồi hát xong vô gây tiếp. Anh có 7 ngày phép thôi, đi kiếm em hết 3 ngày rồi, trời ơi trời khổ lắm. Giờ sao đi gặp nha? Kỳ quá à. Lâu ngày gặp lại hai trái tim vàng mà sao hay lạ ta quá. Phải vàng không hay giờ bây giờ nó thành chì rồi. Cho anh rờ thử coi. Rờ tao mới biết vàng hay chì hay thao. Lúc này vàng thao nó lẫn lộn lắm. Cho anh rờ cái coi cưng. Hai trái tim vàng thấy không? Đó đó, mấy anh cha này thấy cái là đá lồng nheo rồi thấy không? Chết à. Nó cũng đi nói nhỏ nữa. Rủ đi dễ đầm phải không? Sau đây là nhạc phẩm Hai trái tim vàng. Thành ra behind the scene, yeah, không có thể nào. Tại vì mình nghệ sĩ với nhau mình nhìn thấy cái sau lưng nó nhiều quá rồi. Thành ra mình, người ta thì người ta nhìn thấy cái hình ảnh đẹp trên sân khấu diễn với nhau thì người ta tưởng là chắc là đậm đà phải gì. Nhưng mà đối với mình, ổng sợ gần chết.
mà ông thấy ớn gần chết luôn nữa. Chỉ có những em bé trẻ trẻ ở ngoài học sinh đồ chứ còn cỡ mình là thôi. Như cô chú vô trong yên tâm lao động, những đứa bé nó gọi là gì đó? Ôi trời ơi, thôi, kể tờ thì Jimmy hay quá. Cái này cô Huyền với ổng đi hát miền lục tỉnh thì phải chờ phà. Không biết Jimmy hồi đó biết là phải đi phà mới đi qua mấy cái tỉnh ở Bắc Mỹ Thuận thì mới ngừng tới đó. Thì xe đậu đó trốn ở đâu, mấy đứa con nít nó chạy bán mía ghim. Thì rồi mình chưa kịp mua đó, nó mời mua mà chưa kịp đó. Hùng Càng, Hùng Càng mấy Lê Quyên, mua vô mía ghim đi, không mua. Lấy mía nó liền xác mía. Hùng Càng. Kêu là Hùng Càng mấy Lê Què. Đó, thì là họ đặt đủ thứ hết. Rồi rất là vui, nhưng mà cô Huyền thấy những cái đó là những cái mà họ rất là thích, họ mới đặt cho mình. Cho biết thấy như vậy chứ không phải là họ ghét, mà họ thích đi theo để chọc, để phá, để được gần gũi với mình, để chọc cho mình phải nói chuyện cái là họ mới vui. Đó. Kỷ niệm quá. Sau một vài giây phút thương mại thì ca sĩ Mai Lệ Quyền sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ca sĩ Mai Lệ Quyền. Chắc là giờ quý vị cũng cười thật là nhiều với hai cô cháu chúng tôi. Nhắc đến những tháng ngày mà trước 75 đó cô, thì bên cạnh cái hình mignon hồi nãy thì còn thêm một tấm ảnh này cũng dễ thương lắm. Đủ kiểu tóc mà hồi xưa cô Huyền để tóc gì là khán giả mà trẻ trẻ là chạy theo hết. Thưa cô, lúc mà cô hát với chú Hùng Cường như vậy thì có khi nào mà đang thâu băng mà giận không hài lòng mà giận mà không thâu hay là gì không? Không, cái đó thì thật sự làm nghệ thuật đó thì cô Huyền cũng như chú Cường cũng tôn trọng lắm. Khi mà mình đến mình nhận lời làm cái gì cho ai. Đó như hồi nãy cô Huyền có kể với Jimmy đó, giận gì giận ở trong hậu trường, ở trong behind the scene sân khấu. Nhưng mà khi mà ra public là vẫn là vui vẻ như pháo Tết, vẫn là làm cho người ta thích thú và cười chứ không để cho người ta khó chịu. Đó mà khi mà cái ngày 75 mà mất nước rồi đó, cô Huyền ra đi thì chú Cường ở lại. Thì cô Huyền qua tới đây rồi thấy rất là buồn, thấy là đơn độc, mà thấy là chừng đó mình mới thấy là mất một cái gì nó quý giá kinh khủng lắm. Còn hơn là mình mất tiền hay mất một người thân hay cái gì nó ghê gớm như vậy. Khi mà tới qua như vậy buồn quá không gì, thì hên quá gặp gia đình Hoàng Thi Thơ. Tất cả cô Kiều Chinh, anh Năng Tế là La Thoại Tân, những người nào Hoàng Long đồ mà qua được ở đây là ráp lại. Chú Bùi Thiện nữa. Chú Bùi Thiện đúng rồi. Ráp lại hết để làm một kịch đoàn cho Hoàng Thi Thơ. Thì cô Huyền lúc đó cũng khuây khỏa được một chút. Đi hát cho ông Thơ. Thì cô Huyền cũng có cái tài mà phá phách rồi diễu cũng cũng diễu rồi thành ra ông Thơ làm những cái mà bún bò mụ rớt hay là Việt Đông Cả Lúa Bà Hai hay là xe phở Việt Nam. Nhưng mà cô Huyền có cái tài cái là đi ra ngoài khán giả cứ yêu cầu Mai Lê Huyền bắt chước Hoàng Thi Thơ dùm đi, ai cũng thích nghe mà thích coi. Thì cô Huyền mới nói bây giờ muốn ông Hoàng Thi Thơ, bây giờ Mai Lê Huyền giới thiệu, Mai Lê Huyền là Hoàng Thi Thơ sẽ giới thiệu một bản nhạc mà ông Hoàng Thi Thơ đưa cho Mai Lê Huyền hát. Bản nhạc rất là mới. Thì ông Thơ đó là điệu lắm. Trời ơi, ổng ra sân khấu là lúc nào cũng phải tuôn tất chải chuốt mà xì tin lắm. Bình thường ở trong sân khấu thì rất là bình thường. Nhưng mà khi ra sân khấu một cái là vỗ tay khoa trương, đi ra mạnh bạo mà đứng hùng dũng. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một nhạc phẩm mà tôi rất là ưng ý. Nhạc phẩm đó tôi vừa sáng tác sau đây,
một nhạc phẩm mà ổng có cái tật mà nói đi nói lại, cháu hiểu không? Một nhạc phẩm mà tôi vô cùng ưng ý với một nữ ca sĩ lý la lý lắc nhí nha nhí nhặn, và người đó chính là nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền. Ông người Huế mà ông nhấn mạnh từ từ câu giới thiệu là ông rất là hăng mà đó. Mỗi lần một cô thâu nhạc của ông, một cô thâu chợt thì đó, ông nói gì đó. Trời ơi, thôi ông là cắt. Người Huế mà nói tiếng cắt đó là nó mạnh quá trời. Tự nhiên mình đưa hát ông nó cắt. Oh my god gì. Chặt rồi, làm lại đi. Cắt. Trời ơi, vũ hồn vũ vía với ông. Nhưng mà nói bây giờ có vong hồn mạnh thơ. Anh là một người cũng rất là tài nghệ. Anh đầu óc anh nghĩa là ghê gớm. Anh nghĩ ra nhiều cái nghĩa là cô Hiền không thể nào mà tưởng tượng nổi. Mình có thể làm được nhưng mà mình không thể nghĩ ra được. Cũng như là ổng chỉ mình cái cách diễn, ví dụ ổng viết ra một bản nhạc mà bún bò thù rớt, con người mà không gân làm răng mà hấp được giận, tại chi mà có gân thì cũng vẫn mê ly, ví dụ vậy. Mình phải diễn cho nó ra. Còn ông cả Việt thì thằng cha mà cả Việt nó được làm hồng làm cha gì đó, đá lên một cái nghĩa là ông suy nghĩ ra những cái mà mình không có thể nào mình tưởng tượng là mình làm được. Được, cháu hiểu không? Ông rất là hay. Thành ra cô Hiền nghĩ bây giờ hết rồi, những người đó đã ra đi hết trơn rồi, từ những cái partner mà ưng ý nhất của mình cho tới những cái người đạo diễn, như những cái người mà cô Huyền đóng phim chung, như ông Lê Hoàng Hoa, chị Thâm Nga, chị Thẩm Thiên Hằng, chị Kiều Trinh, ví dụ vậy. Bây giờ những người, có người thì đã đi xa mình, có người đã retire nghỉ ngơi không làm nữa, và có những người thì ngồi đó như cô Huyền bây giờ rất là buồn. Nhiều khi á, người ta mời cô Huyền đi hát, cô Huyền không muốn đi nữa. Không phải, cái nghề mình vẫn yêu lắm, vẫn nhớ lắm, nhưng mà mình cứ sợ mình không còn những cái tinh tú, những cái mignon, những cái trẻ trung, những cái mau lẹ của những cái phóng khoáng. Cô Huyền nghĩ như vậy, mà mình không có muốn nhào ra cường nữa. Thì nhiều ông bầu xô hỏi, trời ơi chị, bộ chị tưởng chị tưởng tiền mọc ở trên cây xong chị ngon lành, chị không thèm nhận xô nữa. Không phải, quý vị biết không, rất tiền ai lại không cần. Nhưng cái vấn đề đó, bây giờ cái trào lưu nó đổi rồi. Mình không còn một cái vơ đét của ngày xưa, mà bây giờ mình ra mình là một cái người mà đóng phụ thuộc thôi. Thành ra cô Huyền thấy buồn và không có muốn tiếp tục. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nhớ nghề. Như ngày hôm nay, cô Huyền hứa với Jimmy rất nhiều lần và cũng sợ đi lên đài để, nhưng mà cô Huyền nghĩ Jimmy là một người có tâm, có lòng, và một người trẻ rất là dễ thương, mà rất là tự nhiên là như tôi nói, mỗi một thời cũng trào lưu khác với nhau, mà những tinh túy của miền Nam, như là cô là những nghệ sĩ tuyệt vời vẫn nằm sâu trong tim chúng con, và cũng như là khán giả thế hệ trước. Cho nên tôi nghĩ là khán giả tìm lại những kỷ niệm đó qua hình ảnh của cô sẽ không có đánh giá là lỗi thời hay gì đâu. Nên vậy chừng nào cô Huyền có show mời Jimmy đi hát đó. Dạ, trời ơi, được. Khen quá, vậy thôi, ra đi uống cà phê. Dạ, chắc chắn. Và cũng nghĩ là cô cũng sẽ giữ mãi cái hình ảnh này trên sân khấu. Tôi thấy là năm 80, năm 80 vừa qua, ngoài, dạ, thì cô và chú Hùng Cường đã tái hợp này. Dạ, đúng rồi. Tuổi này, vừa ông Hùng Cường vừa qua tới là ở bên Europe, họ hay ghê. Họ biết liền và họ mời cô Huyền với ông lưu diễn.
trời ơi đi cũng mệt nhỉ. Cái thời đó phải công nhận là một lần đi show như vậy, cái tiền nó không nhiều bằng bây giờ, nhưng mà một lần đi là mười mấy show rồi mới được về nhà. Tại vì đi qua Pháp diễn ít nhất là 3 show trong một tuần, thì phải đi ít nhất là 4 tuần. Họ bán show qua Hòa Lan, qua bên Thụy Sĩ, qua bên chỗ này chỗ kia, mà đi bằng xe đi ít nhất 4 tuần, 5 tuần thì cháu đi cũng phải có cả chục show hơn về. Thì mặc dù là tiền kiếm không bằng bây giờ nhưng mà rất vui. Cái tình cảm nghệ sĩ với nhau cái thời đó nó thấm thía, nó tháo thích lắm. Trời ơi, tối ngủ chung mà ông Văn Trung ổng vui. Ổng nói thôi thôi, ngày hôm nay tôi rất là tình nghĩa. Tôi tình nghĩa với quý vị không thể nào tưởng tượng được, nhưng tôi phải tỉa 1.000. Tình nghĩa quá phải tỉa 1.000. Vui lắm, hồi xưa ông Văn Trung cũng vậy, cô Hiền cũng đóng nhiều cái kịch với ổng. Rồi Hoài Linh, mới qua Hoài Linh cũng có chuyện gia đình bác Tám, thì cô Hiền cũng là người đóng đầu tiên với Hoài Linh. Thì ngày đó đâu có kịch sĩ gì nhiều đâu, mấy cô trẻ trẻ chưa có nổi lên nhiều. Thì bây giờ là thì cô Hiền nghĩ là che già thì mang bọc. Cô Hiền rất mừng và rất vui khi nhìn thấy các em phong trào sau này làm được việc và rất là vui. Phải công nhận, phải khen tặng. Nhưng mà có một điều đó, cô Hiền hơi thấy là nó hơi giống nhau quá. Những cái cách họ hát trong trường lớp có bài bản. Còn hồi xưa tụi cô Hiền là mỗi một ai đứng một chỗ. Còn cái này họ hát hơi có bài bản một trường lớp với nhau. Hôm nay rất cảm ơn cô đã đến với con để tâm sự khán giả. Nói về cô thì nó làm cái miếng học. Thôi nha. Cho nên là hẹn gặp lại cô. Đó. Vậy thôi giờ khỏi mời đi uống nước để dành đó ha. Dạ. Dạ. Mai Lệ Huyền cũng rất vui ngày hôm nay đến đây để gặp Jimmy, là một người trẻ mà có lòng sưu tập những nghệ sĩ ngày xưa. Thành ra Mai Lệ Huyền chúc mừng cho Jimmy cái show này nó sẽ thành công và đứng vững rất là dài. Cũng như ngày hôm nay mà đến để gặp quý vị khán giả, hy vọng rằng còn tập tăng tập tới nữa. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.